Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang đi trên một con đường này dẫn đến một cái bến cảng của những con tàu, mà con tàu này sẽ đưa chúng ta ra đến một cái hòn đảo rất là đẹp. Hòn đảo này có tên là Juist và nó thuộc Đức các bạn. Thì hiện tại đó các bạn, mình đang ở trên một cái hòn đảo thuộc Đan Mạch có tên là Rum. Thì bây giờ mình sẽ nhân tiện cái chuyến du lịch này, mình sẽ bắt tàu để ra thăm một cái hòn đảo của Đức. Cái hòn đảo này có tên là Jut. Đây là một cái hòn đảo mà được mọi người biết đến, nói chung là một cái hòn đảo rất là nổi tiếng. Cái hòn đảo này đó các bạn, thì người ta nói rằng là chỉ có người giàu mới sống được ở đây thôi, vì cái chi phí ở trên cái đảo này nó rất là đắt đỏ đó các bạn, cho nên là nghèo sẽ không sống ở trên đây được đâu các bạn. Và khi nhắc đến đảo Jin thì người ta sẽ biết ngay là đảo này là dành cho người giàu. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhá. Và mình sẽ đón cái chuyến tàu này và đến đảo. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ đi cùng theo mình và chúng ta có thể cùng ngắm cảnh trên cái chuyến tàu này và khi đến cả Jun các bạn nhá. Và đây các bạn, nhà mình đã đến cái bến cảng và mua vé rồi đó các bạn. Thì như cái vé cầm trên tay đó thì nhà mình phải trả là 24 euro 60 cent cho hai người. À, tàu đến rồi kìa các bạn ơi, tàu đến rồi kìa. Tàu nhìn cũng to và hoành tráng quá hả các bạn hả? Rất là đẹp đúng không? Tàu đã cập bến và chúng mình sẽ chuẩn bị đi lên tàu đây các bạn. Các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Bên trong tàu đó các bạn thì có những cái khoang bên trong và bên ngoài để cho du khách có thể ngồi và ngắm cảnh được đó các bạn. Thông thường thì bên ngoài gió sẽ rất là nhiều và sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà vì là ngắm cảnh đó các bạn cho nên là cái việc gió nó sẽ không thành vấn đề. Các bạn thấy cái ghế này không? Đây là cái ghế mà người ta gọi là cái Steinkopf ở bên Đức đó các bạn, tức là người ta sẽ dùng những cái ghế như thế này để ngồi ở ngoài biển và ngắm biển đó các bạn. Thì ở trên tàu này họ cũng trang trí những cái ghế như thế này để chúng ta có thể ngồi và ngắm xuống dưới biển, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Tàu đã di chuyển được các bạn ạ, và cái gió đó các bạn nó rất là mạnh, nó thổi mạnh lắm các bạn. Vù vù luôn ấy. Nói chung là thi thoảng màn hình của mình nó sẽ bị rung là do gió thổi rất là mạnh đó các bạn, mà mình lại ngồi trên cao ở đó. Nên là có lẽ là chúng ta sẽ ngắm cảnh một đoạn như thế này và khi đến đảo Jeju thì mình sẽ tiếp tục nói chuyện với các bạn ha. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi rồi đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là bến cảng này. Khi mà con tàu đến nơi đó các bạn thì nó sẽ dở cái phần mũi tàu lên để cập vào cảng đó các bạn. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một cái con tàu mà nó dở cái mũi của nó lên để có thể cập gọn vào trong cảng đó các bạn. Rất là công nghệ, rất là hiện đại. Thời đó các bạn thì nó phải chui lọt qua hai cái cọc bằng bằng sắt ở hai bên đó các bạn. Đó,
vì sao mà người ta lại làm hai cái cọc hai bên để con tàu chui lọt vào, thì điều đó cũng có cái lý do của nó là tại cái vùng biển này đó các bạn, biển Đại Tây Dương đó, thì gió rất là nhiều, và khi mà nếu không có cái vật ở hai bên mà giữ lại đó các bạn, thì con tàu nó sẽ rất là khó có thể cập cảng. Thì mình có đặt một câu hỏi là nếu mà như vậy thì nó sẽ bị xô con tàu bên hông đó các bạn vào cái cọc và sẽ có thể bị móp, bị méo. Nhưng mà mình có nhận được một cái lời giải thích rằng là những đồ mà được làm ở Đức, Make in Germany, thì chắc chắn là sẽ không dễ bị móp méo các bạn. Và mình thấy điều đó cũng rất là hợp lý và rất là thú vị. Bây giờ thì mình cũng xuống tàu đó các bạn và đi dạo trong thành phố. Vừa vào trong trung tâm đó các bạn thì ập vào mắt chúng ta sẽ là một cái cửa hàng, một cái siêu thị cá các bạn. Đây là một cái siêu thị của Ghost. Ông ấy có tên đầy đủ là Jürgen Ghost. Ông ấy đã đến cái đảo này vào năm 1967, nếu mà mình nhớ không nhầm. Và ông ấy được gửi đến đây như là một công nhân xây dựng đó các bạn, mình gọi là thợ hồ đó. Và sau đó ông ấy đã tìm cách để có thể bán súp cá trên cái hòn đảo này. Và rồi thì ông ấy đã bắt đầu từ những cái bước nhỏ nhất đến lớn nhất để có thể xây dựng cái thương hiệu của mình từ không có gì, cho đến khắp nước Đức bây giờ ai cũng biết đến ông ấy, với cái tên là Ghost Mark đó, với cái thương hiệu là bán cá tươi sạch đó các bạn, rất là tuyệt vời. Strandsand Zucker mit echter Bourbon-Vanille. Zucker. Für lecker, für Tee, Kaffee. Trong siêu thị này đó các bạn không chỉ có mỗi bán cá mà còn bán rất nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau đó các bạn. Ví dụ như là thịt này, hoặc là phô mai, đồ ăn nhẹ và có cả bạn. Steht 300 Gramm, ne? 400. Halb. Boah, nicht deswegen, ja, auch deswegen, aber hauptsächlich, weil ich hier alle reinkriege. Ja, ja. Ah, als das nicht. Kommt da sonst noch etwas dazu? Das wär's. Tun die Tasche da auch rein, dann laufe ich da. Ở đây họ bán nhiều thứ lắm các bạn, họ bán rất là nhiều thứ, cái gì cũng có hết trơn á, nhưng mà nhà mình không có nhu cầu để mua đó các bạn, nên là mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ không có đi vào bên trong chợ nữa, sẽ ra ngoài đi ngắm cảnh một chút xíu và sẽ đi ăn. Kẹo nhìn ngon mắt quá hả các bạn ha, nói chung là rất là màu sắc, rất là ngon miệng và rất là ngon mắt luôn. Còn đây là khung cảnh bên ngoài các bạn, các cái nhãn hiệu thời trang các thứ, nói chung là ở trong đất liền có cái gì thì ở ngoài đảo đây đều có hết các bạn. Đây là một cái đảo mà dành cho người giàu ở Đức đó các bạn,
Đó, ai có tiền thì cũng đều thích ra đây có một căn nhà, có một du thuyền hoặc là có một căn hộ để có thể làm những cái kỳ nghỉ ngắn hạn ở đây đó các bạn. Đây là đảo mà người ta gọi là đảo dành cho người giàu ở Đức đó các bạn. Còn đây là hình ảnh mà mình đang ở trong một cái museum đó các bạn. Đó, có những cái bức tranh vẽ, có những cái hình ảnh sưu tầm về cái đảo đó các bạn, rất là đẹp và nhiều màu sắc nữa. Ngoài ra thì ở đây cũng có rất nhiều những cái nhà hàng các bạn, họ bán những cái thực phẩm tươi sống và cả những cái thực phẩm mà đã nấu chín rồi đó, chúng ta có thể ăn trưa, ăn chiều hoặc là ăn bất kể trong cái thời gian mà chúng ta đến đây du lịch đó các bạn. Đó, đồ ăn đã nấu sẵn. Và bây giờ thì nhà mình cũng đã chọn được một cái bàn để có thể ngồi uống một ly rượu vang và thưởng thức cái hải sản ở trên biển, ở trên đảo này đó các bạn. Sau khi thưởng thức cái ly rượu vang thì mình lại tiếp tục đi dạo đó các bạn. Và bây giờ thì mình lại quay lại bến tàu các bạn và ngồi và đứng chờ cái tàu nó đến đây. Tàu đã đến rồi các bạn và mình sẽ quay trở về Đan Mạch và sau đó thì mình sẽ quay trở về Đức. Mình cũng giới thiệu qua với các bạn về cái đảo này đó các bạn. Mình hy vọng rằng nếu mà các bạn có dịp đến Đức hoặc là Đan Mạch chơi đó thì chúng ta có thể ghé thăm cái đảo này. Cái vé mà để ra thăm cái đảo này thì nó cũng không quá mắc đâu không ạ. 24 euro 60 cent cho hai người lượt đi và lượt về thì mình thấy nó cũng không quá đắt. Đó, thì hy vọng là các bạn thích cái video của mình và nếu các bạn thấy video của mình có một chút nào thú vị thì các bạn hãy tặng mình một like và nhớ đăng ký cái kênh của mình để có thể theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye.